Xin chào các bạn nha. Hôm nay anh sẽ giới thiệu các bạn về một cái phần cứng. Cái phần cứng này là phần cứng chuyên nghiệp nha các bạn. Thì ở đây là chúng ta sẽ có gì? Có một cái bớt này, cái bớt dài này nó sẽ có ba chấu để nó cấp điện vào trong chỉ cho cái hệ thống này hoạt động ha. Điện đầu cấp vào là 220V và những cái chấu còn lại là điện nó đầu ra của các cái relay này ha. Ở giữa các đầu ra chúng ta có một cái điện áp một cái tụ chống cao áp ha. Hôm nay gọi là tạm thời gọi là tụ chống cao áp đi ha. Ở đây là có những cái led báo á, cái relay nào đang bật. Ở chỗ này là chúng ta sẽ có là gì? Cái điện cấp 200 điện áp 20V này, 220V này đưa vào cầu chì ha, qua một cái tụ chống cao áp này. Đưa về một cái biến áp xung. Cái biến áp xung này á là loại tốt nha các bạn ha. Là loại khá là tốt trên thị trường. Không phải là hai linh đâu. Chúng ta sẽ đưa các cái tụ lọc và đưa qua con IC qua con LM2576 này. Chúng ta sẽ hạ áp về 5V ở cấp cho vi điều khiển và sau đó sẽ hạ áp về qua con 17 này, chúng ta sẽ hạ áp về 3.3V ở chúng ta cấp cho con ESP. Đây là ESP8285 đó, nó cũng giống như là ESP8266 thôi, sơ đồ trông giống nhau nhưng mà ưu điểm nó là gì? Nó có thêm một anten, tại vì nó nhờ cái anten cho nên là cái cường độ chúng ta sẽ thu được tốt hơn này, cho những cái ứng dụng ở những cái nơi sóng yếu chúng ta có anten cho tốt hơn. Đây chính qua là đây lên cái nút này là nút dùng để cấu hành rồi config wifi để chúng ta đổi wifi ha. Đưa hệ thống vào chế độ cấu hành wifi. Đây là cái cổng để khi mình nạp zoom vào để nạp code cho con USB thôi. Đó. Thì đây là trên đây thì đây chúng ta có hai cái bớt hai, hai cái bớt hai, một cái bớt này chúng ta sẽ đọc giá trị cam cam biến nhiệt độ NTC ha. Cái cam biến nhiệt độ NTC này thì ở đây là chúng ta đọc cam biến này 35 kg. Ở đây là cái một cái đầu ra tín hiệu để điều khiển cái nhiệt điện trở BID ha. Mình dùng cái giải thuật BID để mình điều khiển cho nó giá trị nhiệt độ tốt hơn. Nên bám thì giá trị tốt hơn nè. Đây là cái bớt đầu ra ha. Chúng ta sẽ rất là nhiều cảm biến này thông qua cái bớt này để cắm cái bớt này cho chắc hơn nè. Lúc nào đã nút reset ESP. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái bớt ORT mở rộng ha. Sau này mình muốn câu ORT gì đó mở rộng thêm ha. Cái màn hình thì vân vân. Đó. Đây là chỗ là một cái màn hình chuẩn SPI, cái màn hình này màn hình TFT, TTF và TFT gì đó. Đó thể là màn hình cảm ứng chúng ta điều khiển và coi giá trị ha. Ở đây là hai cái bớt đầu ra này, chúng ta có thể điều có thể nối với cái màn hình cảm ứng bên ngoài, cái màn hình hoặc là cái hệ thống nút nhấn bên ngoài, tùy mình cấu hành lựa chọn trên cái phần mềm của mình ha. Thì chúng ta sẽ đưa tín hiệu đầu vào. Đây là cái chuông thông báo tín hiệu thôi. Đây là một cũng làm ở đây cũng là một cái bớt đầu ra để chúng ta làm công chuyện gì đó là trong cái hệ thống quy định ha. Đây cũng vậy ha. Ở đây là chúng ta sẽ cũng có một cái bớt đầu ra như vậy ha. Đây là cái bớt nữa. Tại vì cái mạch này có rất nhiều tính năng, anh chưa thể bật mí cho các bạn được. Đúng nào? Thì ở đây là chúng ta sẽ nhận giá trị cài đặt từ cho con chúng ta có thể cài đặt hệ BID, cài đặt tất cả các thứ từ con wifi này thông qua cái app mà chúng ta viết ha, hoặc là một cái web đó ta truyền qua con chip của mình với điều khiển mình thông qua chuyển giao tiếp ORT để chúng ta lưu vào cái bộ nhớ EEPROM, những cái thông số cài đặt, chúng ta có thể là tính toán gì đó phản hồi ngược lại lên server để chúng ta giám sát, để chúng ta điều khiển rất là nhiều yếu tố ha. Đây là mặt bên dưới các bạn thấy không? Đó, mặt dưới thì mặt ấm ở cái mặt dưới thì các bạn thấy không? Ở mặt dưới chúng ta thấy tại cách ly nó cắt ra đúng không, cái đường tín hiệu rất là ok đó. Đây là mạch điện ha, cái đây là cái đường mạch ha. Rồi đó, chúng ta thấy là gì, nếu như mà các bạn làm đó, các bạn muốn thiết kế phần cứng gì đó thì các bạn liên hệ anh nè bạn ha. Rồi đó, thấy chưa? Ok. Rồi nha, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo. Xin chào nha.